Thưa quý vị, sáng nay, quận Hải Châu triển khai giới thiệu chương trình Thoải mái như ở nhà, Comfort at Home và các điểm quảng cáo đo vạt miễn phí trên địa bàn quận, ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Để tạo điều kiện và sự thoải mái cho người dân và du khách có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh khi cần, từ năm 2015, quận Hải Châu đã triển khai mô hình Thoải mái như ở nhà, Comfort at Home. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên hoạt động bị gián đoạn, nay quận tái khởi động lại mô hình. Qua khảo sát, tuyên truyền vận động. Hiện có 288 cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, khách sạn tham gia chương trình. Đối với lại hội quận Hải Châu chúng tôi hiện nay thì chúng tôi đã vận động được 288 doanh nghiệp tổ chức tham gia vào vệ sinh thoải mái ở nhà. Và trong thời gian đấy tôi tin rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra đối với lại nhà vệ sinh công cộng của thoải mái ở nhà thì chúng tôi sẽ đề xuất một số nhà vệ sinh công cộng do địa phương quản lý trên các công. À, ở những khu vực mà chưa có những cơ sở để cho thuận lợi cho người dân và du khách trong quá trình dạo chơi, đi bộ trên địa bàn thành phố. Trước tư trạng thiếu hệ thống nhà vệ sinh công cộng trong giai đoạn cao điểm của đợt kết cầu như hiện nay, ủy ban nhân dân quận Hải Châu tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận đồng hành cùng chính quyền dân rộng mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng, thoải mái như ở nhà, comfort phố, at home. Đây vừa là cơ hội để các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm đang kinh doanh tạo cơ hội để kết nối với những khách hàng tiềm năng, vừa thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng trong việc xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng. Các logo này được dán ở những vị trí thuận tiện nhất để người dân và du khách dễ dàng nhận diện. Ngoài logo nhận diện chương trình thoải mái như ở nhà được gắn tại các cơ sở kinh doanh, thì quận Hải Châu còn triển khai app ứng dụng chương trình thoải mái như ở nhà. Qua app này thì du khách có thể biết được các địa điểm cơ sở tham gia chương trình thoải mái như ở nhà để có thể đến và đi vệ sinh tại các cơ sở này. Mô hình này mang lại nhiều tiện ích cho người dân, du khách, đặc biệt là khách du lịch. Điều này vừa có phần tăng thêm sự thân thiện, minh khách của người dân địa phương, đồng thời tiết kiệm ngân sách thành phố, quận cho việc xây dựng duy trì các điểm nhà vệ sinh công cộng. À, trong thời gian tới là hội doanh nghiệp quận Hải Châu cùng với ủy ban dân quận Hải Châu sẽ mời gọi các cái đơn vị à, các cái nhà cung cấp của các cái sản phẩm à, như là thiết bị vệ sinh à, giấy à, giấy vệ sinh rồi các cái dung dịch vệ sinh tham gia tài trợ cho các cái địa điểm à, có tham gia các chương trình thoải mái như ở nhà để góp phần cùng với những cái doanh nghiệp đấy những cơ sở đó à, phục vụ du khách tốt hơn. Cùng với việc tái khởi động và nhân rộng mô hình thoải mái như ở nhà Comfort at Home, quận Hải Châu cũng đầu tư thêm các nhà vệ sinh công cộng ở các điểm đông du khách, đồng thời triển khai điểm quảng cáo đo vặt miễn phí. Trước mắt, quận triển khai 3 điểm như thế này nhằm ngăn chặn tình trạng dán quảng cáo đo vặt tràn lan, trái phép, làm mất mỹ quan đô thị.